Let's have some fun in Minecraft. Oh, oh, oh. Let's have some fun in Minecraft. Oh, oh, oh. Come on, let's go. Let's Hello. Have some fun in Minecraft. Xin chào các bạn đã trở lại với VNCraft và mình là Jenny. Thì, chắc là bạn đang tự hỏi mình đang đứng ở đâu vậy. Thì mình đang đã xây một cái chỗ gọi là thông ô. Chỗ gọi là thông xuống dưới cái mob system của mình để cho tiện đi lại mà. Mình đã nghe thấy tiếng slime. Mình đặt cái đó sâu nó để cho ánh sáng nó khỏi lọt tới cái system của mình. Có này. Đây, chỗ này giờ đường đi xuống nha. No. Đừng. Anh khuyên cái chú đừng có xuống dưới đó. Ôi, không thấy gì hết. Chết thôi. Ông bà rồi mình không có mang theo nước mạnh quá.
Ok, còn quýt kia chỗ này là nó nhiên cái mó phèm đó, mấy cái trắng trắng này là thạch anh, mấy bạn đào thạch anh địa ngục ra xong rồi ghép lại bốn ô là được. Cái này mình làm từ cái tập trước luôn rồi á, nhưng mà mình không có qua nên có lẽ các bạn không thấy. Đành chịu thôi. À, bà mẹ, anh đã cố ý. Thế quái nào mà cái chúa qua được đây?
ngồi lên trên nhìn thôi. Dạ lắm à, không cao lắm nên cái đây cây đó đốn sướng. Okay, chờ trong khi chờ mấy cái kia rớt xuống thì thôi nó chết rồi, thì chả có hệ thống nào gọi là hoàn hảo lắm cả nên bộ bài nó không với tới. Ờ chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Yeah.
con cá. Có lẽ mình nên đặt một cái piston ở đây nhỉ. Nhấn tắt đẩy qua. Thôi không được. Đẩy qua chuyển chết. Ơ cá đâu cá, cá ơi cá ơi, đậu hũ mày tao đi hơi bị xa luôn rồi đó. Không cần thiết. Ok chú gọi đó đi thì tục đi và tất nhiên lần sau mình ôi trời ơi. Chết rồi.